Tập 32. Lưu trưởng, chết rồi. Làm hay lắm, hậu tử. May mà ngươi nghĩ ra cách bỏ độc vào nước. Nếu không ta để tên này chạy mất rồi. Đại tiêu đồ, đừng trách chúng tôi độc ác. Ngươi nói coi, huynh đệ chúng ta bận rộn mới có thể kiếm được 5 vạn lượng. Vậy mà hắn đòi một mình nuốt trọn 5 vạn lượng. Chuyện này thì làm sao được chứ? Có khi nào chúng ta làm chuyện hại người mà không lợi cho mình đâu? Phải đó, cái thứ phản bội huynh đệ giống như là hắn, cho dù chết ngàn lần cũng đáng đời. Không sai. Nào Lưu trưởng, 5 vạn lượng này chúng ta chia thế nào đây? Ta tính xong rồi. Và chúng ta mỗi người 1 vạn rưỡi, tổng cộng là 4 vạn rưỡi. Còn 5 vạn lượng thì cho hậu tử. Lưu trưởng quả nhiên là Lưu trưởng, chia rất công bằng. Công bằng. Hậu tử, ta không làm gì hết. 5 vạn lượng này là quá hời cho ta rồi. Hậu tử, ngươi đúng là hiểu chuyện đó. Nào chúng ta uống rượu tiếp đi. Nào nào. Lưu trưởng, Lưu trưởng, Lưu trưởng, các ngươi tự cho mình là thông minh, để xem ai mới là người thông minh nhất. Khốn kiếp, uổng công tôi gọi ông là Lưu trưởng bao năm nay, bất cứ chuyện liều mạng nào cũng không thiếu tôi. Vậy tại sao lúc chia tiền tôi luôn được ít nhất? Còn ngươi nữa, ngươi đúng là thông minh, biết lợi dụng ta làm nội gián. Ngươi tưởng chia cho hai ông đây 2 vạn lượng thì ông đây biết ơn ngươi lắm sao? Sao ngươi không thử nghĩ đi? Sao ta có thể tin tưởng một người như ngươi? Đợi ta giải quyết xong bọn chúng thì ngươi cũng giải quyết ta thôi. Ngươi, ngươi nói rất đúng. Đúng là ta muốn giải quyết bọn chúng trước, sau đó sẽ tới lượt ngươi. Ngươi quên rồi sao? Là ai đưa thuốc độc cho ngươi? Có thể đưa thuốc độc cho ngươi thì ta không có thuốc giải sao? Tiền đều đưa cho huynh, xin huynh tha mạng cho ta đi. Đứng lên đi. Hi Bình, Hi Bình, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy thì dù thế nào ta cũng không tin là đệ có thể làm ra những chuyện như vậy. Thuận ca, đừng gọi tên ta. Vậy đệ nên gọi sao đây? Đại tiêu đầu. Lưu đại tiêu đầu. Cấu kết với thổ phỉ, ăn chặn hàng hóa, sát hại đồng môn, khi sư diệt tổ. Lý Hy Bình, đệ thực sự là tán tận lương tâm.
Ta thật sự không dám tin. Ta cũng không muốn tin. Vậy sẽ làm ra những chuyện như vậy. Là ta làm đó. Chính là ta làm đó. Tại sao? Nói cho ta biết tại sao. Vì không công bằng. Huynh không công bằng với ta. Sư tỷ không công bằng với ta. Sư phụ lại càng không công bằng với ta. Ông trời cũng không công bằng với ta. Công bằng? Để còn không biết ngại mà nói hai từ công bằng sao? Từ nhỏ tới lớn, khi huynh gặp chuyện, ta luôn ở bên cạnh huynh, cùng huynh gánh vác. Huynh liều mạng với người ta, ta cũng cạnh huynh. Huynh làm mặt lạnh, xúc phạm người khác cũng là ta giúp huynh giải quyết. Ngay cả khi huynh treo thứ đen bị đuổi ra khỏi Thái Cốc, ta vẫn phải ở lại Thái Cốc giữ vị trí cho huynh, vị trí đại tiêu đầu này. Ta đã cố gắng giúp huynh không ít rồi. Cho tới khi sư phụ lâm chung, người vẫn không quên để lại vị trí đại tiêu đầu đó cho huynh. Chuyện này công bằng sao? Chuyện này công bằng hay sao? Công bằng chỗ nào? Để làm tất cả chỉ vì vị trí đại tiêu đầu thôi sao? Không phải. Huynh làm đại tiêu đầu thì ta chịu. Sư phụ thiên vị cho huynh thì ta chịu. Nhưng ông ấy lại giao Nhung Nhung cho huynh. Ta yêu Nhung Nhung như vậy, tại sao ông ấy lại không giao Nhung Nhung cho ta? Tại sao? Tại làm sao? Nhung Nhung đã là thê tử của đệ rồi, đệ còn muốn làm sao nữa? Đó là vì ta tự mình giành lấy, chứ không phải là các người ban ân cho ta. Ta lúc đó liền biết, ta nhất định phải tự tranh giành. Nếu không tranh giành thì sẽ không bằng cả một con ngựa kéo xe. Sau khi ta làm đại tiêu đầu, vì Nhung Nhung, vì sinh kế của tiêu cục, ta làm việc ngày đêm, vất vả kinh doanh. Nhưng rốt cuộc ta được cái gì chứ? Bảo ta lập một di chúc, nhưng hết tất cả lại sao? Ta cực khổ nhiều năm như vậy để được cái gì kia chứ? Giờ giờ cái gì? Ông ta nói một câu thì ta phải mất hết tất cả đây. Xem ta là cái gì? Xem Lý Hy Bình ta là cái gì chứ? Đệ có bất mãn gì với ta thì đệ có thể nhắm vào ta. Tại sao lại giết người chứ? Những tiêu sư mà đệ đã giết đều là những huynh đệ đồng cam cộng khổ với chúng ta. Sao đệ lại ra tay? Là bởi vì gì sao? Đệ nói đi. Dù nói gì đi nữa, người cũng là do ta giết. Huynh là Lưu đại tiêu đầu, huynh cũng có thể giết chết người huynh đệ thân thiết này của huynh mà. Huynh cũng có thể làm theo quy định của Tiêu Môn. Giết ta đi. Giết chết ta. Giết chết ta đi. Trời tạo nghiệt thì có thể sống, nhưng mà tự tạo nghiệt không thể sống. Bất luận là thiên lý tình người hay là quy định của Tiêu Môn, để đều không có tư cách được tiếp tục sống. Bây giờ ngay trước mặt của ông trời, ngay trước mặt của tổ sư gia, Lưu An Thuận ta sẽ chấp hành môn quy. Để có phục không?
phục. Đệ có phục không? Không phục. Ta hỏi đệ rốt cuộc đệ có phục hay không? Không phục. Có phục không? Huynh có nổ súng giết chết ta đi. Giết ta đi. Giết chết ta đi. Sư ca. Mụi có biết hắn đã làm những gì không? Mụi không muốn biết. Mụi chỉ biết cha đã mất rồi. Mười mấy mạng người cũng đã mất rồi. Tất cả đều không thể trở lại như xưa được nữa. Sư ca, mụi không muốn sống một cuộc sống như bây giờ. Nếu như mà huynh muốn giết, vậy thì giết luôn cả mụi đi. Mụi không muốn là đứa bé không có cha. Lý Hy Bình phát súng này là ta trừng phạt bản thân của mình, cũng coi như ta trả cho ngươi. Từ nay về sau, hai huynh đệ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta sẽ xem như người đã chết rồi. Người có phải cho người giết hay không? Có phải cho người giết hay không? Ha
Từ từ thôi, ổn không? Nhung Nhung, ta không sao. Nhung Nhung, tại sao chứ? Tại sao có bệnh viện gần đó mà ngươi không đi? Tại sao lại chạy tới nơi xa xôi hẻo lánh như vậy? Là bởi vì ta không muốn nhìn thấy Lưu An Thuận nữa. Huynh ấy đã tha cho ngươi rồi mà. Đó là vì nàng thôi. Nghĩa Bạc Văn Thiên, được lắm, rất dễ dàng. Chỉ vì cái bản này mà 3 năm nay ta không dám bước chân vào tiêu cục của ngươi. Ông thật biết nói đùa. Ta không có nói đùa. Viên đại tổng thống, à không, Hồng Hiến hoàng đế đã băng hà rồi, còn ta thì được thăng chức, vẫn là dân quốc tốt hơn. Dân quốc tốt vẫn là dân quốc tốt. Đại tiêu đầu nhà các ngươi không ở đây sao? Thật sự không có, đã lâu không gặp. Ta quả thật có chút nhớ cậu ta. Không phải chứ, đại tiêu đầu nhà chúng ta không có việc gì cũng nhắc tới ông đó. Nhắc tới ta sao? Phải chửi ta thì có. Đâu có. Nói ông cương trực công chính, chấp pháp như sơn. Hắn nói ta không có tính người thì đúng hơn, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Chúng ta làm cái nghề này, pháp luật phải đặt trên tình người mới đúng. Ông nói không sai, thực thi pháp luật không thể nói đến tình người. Được rồi, ta còn có việc, không nhiều lời với ngươi nữa. Chúng tôi đã nấu cơm rồi, ông ở lại ăn đi. Ta không ăn đâu. À phải rồi,
Có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Ông nói đi, chúng tôi nhất định sẽ nghe. Chính là cấp trên dặn dò, là Quảng Thuận tiêu cục, là tiêu cục lớn nhất thành Bắc Kinh này, nên phải làm gương. Nhanh chóng giao súng ra đây, 10 ngày sau ta tới lấy. Không phải chứ, gia đại nhân. Gia đại nhân, gia đại nhân, mì của ông đã nấu xong rồi nè. Để dành chờ đại tiêu đầu về ăn đi. Ta biết ngay cái tên này không phải là thứ tốt lành gì. Tới chỗ tôi xem thử đi. Cảm ơn nha. Cầm lấy. Được, không thành vấn đề. Cầm đi, cầm đi. Được rồi, đây đây. Đi cẩn thận đó. Đại tiêu đầu, cậu đây là thiếu đồng già, có ở đây không? Tay của cậu không có sao đâu. Vậy đi theo tôi. Chết hết rồi. Lý Hy Bình cũng. Huynh xem, vì chút tiền như vậy mà phải trả giá bao nhiêu mạng người. Ta thật sự thấy hổ thẹn với lão gia tử. Thật sự khiến ta quá hổ thẹn. Là do Lưu An Thuận tôi vô dụng, không thể tìm lại ngân phiếu. Đến lúc này rồi đã tiêu đầu còn nói cái này làm gì? Tiêu là do Quản Thuận tiêu cục giám sát. Tôi có trách nhiệm phải tìm nó về. Nên nếu không tìm được, tôi sẽ đền. Đền sao đây? Thôi bỏ đi. Huynh lấy cái gì để mà đền chứ? Vì một chút tiền đó thôi mà chết bao nhiêu con người. Trong lòng ta đã bất an lắm rồi. Sao có thể bắt tiêu cục đền được chứ? Không sao đâu. Coi như làm ăn thua lỗ đi. 10 vạn này cũng không phải là con số quá to tát gì với tôi. Không sao đâu. Tôi nói đền nhất định sẽ đền, chỉ là hiện giờ chưa đủ. Xin đông gia cho chúng tôi thêm ít thời gian. 10 vạn lượng bạc đó, cho dù tiêu cục của cậu không ăn không uống, thì 10 năm cũng không gom đủ đâu. 10 năm không được, vậy thì 20 năm. Người chết nợ vẫn còn, bất cứ lúc nào cũng không thể phá vỡ quy tắc tiêu môn. Nè, tự mình làm khổ mình. Cần gì phải làm như vậy? Đến Hải Thần có được một đồ đệ tốt như vậy, ông ấy cũng coi như yên tâm nhắm mắt rồi. Phải. Sư phụ, sao tay của người lại bị thương nặng như vậy? Sẽ nhanh khỏi thôi, không có sao đâu. An Thuận đã đi đường cả ngày rồi, con ăn tô mì đi. Dạ, không vội. Mẹ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có sao đâu. Mọi người có chuyện cần nói thì nói nhanh đi, đừng có quên ăn cơm đó. Mọi người ra ngoài trước đi. Tôi có một chút chuyện muốn bàn riêng với đồng gia và kỳ gia. Dạ, sư phụ. Kỳ gia, ông ngồi đi. Trong kho còn bao nhiêu tiền vậy? Còn hơn 4.000 lượng. Ông dựa theo danh sách này gửi tới người nhà mỗi người 300 lượng. Sao nhiều vậy? Là những huynh đệ đã gặp nạn. 13 người, vậy tổng cộng là 3.900 lượng. Rồi xong, 2 năm làm không công rồi. Giải quyết nhanh đi, để cho người nhà họ yên tâm. Đại tiêu đầu, tôi sẽ đi làm ngay.
Còn cái tên Giả Khắc Mộc đó, ngày mai hắn sẽ tới thu súng. Thì sao chứ? Không được. Nhưng hắn là một con sói ăn thịt người không nhả xương đó. Cho dù hắn có là hổ dữ đi nữa thì cũng không được, nhất quyết không được. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta đâu thể khoanh tay chờ chết được. Vậy thì ông có cách nào không? Sao mà tôi có cách được gì chứ? Cách của tôi chỉ là dùng để đối phó người tốt thôi. Còn người xấu như hắn làm sao mà dùng được? Hay là như vậy, ông đi thông báo cho các tiêu cục lớn ở Bắc Kinh, nói Lưu An Thuận tôi có lời mời. Được. Đông người lực lớn, liên kết tạo chút thanh thế cũng tốt. Mời mời, các vị ăn ngon miệng nha. Cảm ơn, cảm ơn. Không cần đâu. Chúc ngon miệng. Tính tiền. Tính cái gì chứ? Ông nhìn cho rõ đi, ta là vợ của ông đó. Phải phải. Người ta đang có giấc mơ đẹp, nàng lại tới phá người ta. Ban ngày ban mặt mà lại nằm mơ sao? Ông mơ cái gì chứ? Ta nói cho nàng nghe. Ta mơ thấy hai chúng ta ăn rất nhiều món ngon ở trong Hội Nguyên Lâu. Có món tôm nướng, còn có cả mực ống nướng. Tất cả đều rất là ngon. Đồ ăn vừa bưng lên thì nàng đã tới gọi ta dậy rồi. Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Mở quán ăn, ông còn muốn ăn sao? Hai chúng ta đang nói hai chuyện khác nhau mà. Sao chứ? Ông chê đồ ăn của chúng ta không có ngon sao? Nàng nấu ăn rất là ngon. Ngon vô cùng. Bà chủ, tới liền. Lỗ cô nương, mau vào đây. Tú Nhi tỷ, hôm nay tôi tới tiêu cục nhưng mà không nhìn thấy Lưu An Thuận. Tỷ có biết cô ấy đi đâu không? Cô ấy đi áp tiêu rồi. Nào, ngồi đi. Cô ấy đi áp tiêu sao? Phải đó, đã đi mấy ngày rồi. Nghe nói tiêu lần này rất gấp. Ta nghe lão phu nhân nói thôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với ta một tiếng. Còn xem ta là bạn bè hay không? Đại tiêu đầu không nói với ông là sợ ông làm hư chuyện. Được rồi, ta không tranh cãi với nàng. Hai người từ từ mà đợi xem. Không có ta bên cạnh, thế nào hắn cũng có chuyện. Ta nói thiệt chứ ông, sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Cô đừng có nghe ông ấy nói bậy. Chắc khoảng mấy ngày nữa thì đại tiêu đầu sẽ về thôi. Chú Nhi tỷ, ta có chuyện này muốn nhờ tỷ. Đừng ngại, có chuyện gì thì cứ nói đi. Ta định thuê một căn nhà. Thuê một căn nhà? Sao vậy? Không ở trong tiêu cục sao? Tôi rất hiểu tâm tư của cô. Chuyện này cứ giao cho tôi đi. Vậy thì cảm ơn cô nhiều nha. Khách sáo cái gì chứ? Sao Đỗ đại ca vẫn chưa tới? Ông ấy đã không còn làm nghề này nữa rồi. Tìm ông ấy làm gì? Không làm người tiêu cục cũng là người của tiêu môn. Đại tiêu đồ, đại tiêu đồ, cậu xem chuyện này phải làm sao? Cách gì? Giả Khắc Mộc ép mọi người nộp súng. Ta tin mọi người đều nhận được thông báo. Bây giờ điều mà ta muốn biết là ai đã nộp súng rồi. Tôi, là tôi đã nộp súng. Chủ yếu là do tôi muốn đóng cửa tiêu cục của tôi luôn. Lưu đại tiêu đầu, chuyện làm ăn của tôi không thể sánh với cậu được rồi. Tôi làm ăn nhỏ mà. Ngoài Thường gia ra thì còn ai nữa không? Không có, không có, không nộp. Chúng tôi đều không giao. Xem ra mọi người đều không muốn nộp súng. Nộp súng rồi, các chị chúng ta đi hứng đạn của bọn thổ phỉ lúc áp tiêu. Phải đó, mấy năm nay bên ngoài loạn lạc, tiêu cục chúng tôi năm nào cũng có vài tiêu sư bị thương. Nhẹ thì bị thương, nặng thì mất cả mạng sống.
Đại tiểu đồ, chúng tôi nộp súng rồi, khác nào lấy mạng của mình đâu. Phải đó, phải đó. Mọi người bình tĩnh đi. Nếu như mọi người đều không muốn giao nộp súng, vậy thì ở đây tôi có một bức thư sẽ gửi cho đoàn chấp chính. Làm phiền mọi người ký tên rồi điểm chỉ. Được. Ký, chúng tôi sẽ ký. Nhất định sẽ ký. Nào, để tôi, tránh ra, để tôi ký. Tránh ra, tránh ra. Thường đại ca, ông giao súng rồi mà, ký làm gì? Phải. Ta muốn giao súng, nhưng mà ta cũng là người của Tiêu Môn, không thể nào khoanh tay nhìn người khác ức hiếp người của Tiêu Môn. Phải, ký đi, ký. Ta ký, ta cũng ký. Nào, để ta ký. Ta ký. Nhiều người như vậy, nói chết là chết. Nghĩ tới người nhà của các chiêu sư, là lòng mẹ lại Hy Bình cũng chết thật rồi sao? Mệnh của đứa trẻ Nhung Nhung đúng là khổ sở. Để lão gia tử vừa mới đi thì Hy Bình cũng đã đi theo rồi. Bây giờ nó còn đang mang thai. Cuộc sống sau này của hai mẹ con nó biết tính sao đây? Mẹ, mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Phải rồi, mấy ngày nay gia đình có tới đây hay không? Đỗ đại ca, Đỗ đại ca, Đỗ đại ca, Đỗ đại ca, nhìn huynh đúng là oai phong thiệt đó. Nào nào, đại ca. Các huynh đệ, bây giờ ta là một viên quan nhỏ trong đội bảo vệ dưới quyền đoàn chấp chính. Mới mấy ngày không gặp mà Đỗ đại ca đã lên chức như vậy rồi. Vậy mà không nói với huynh đệ ta một tiếng. Huynh làm như vậy là không đúng đâu. Mọi người đừng có cười ta nữa mà. Tiêu cục đã đóng cửa rồi, thời buổi tìm việc khó khăn, cho nên ta mới về đây làm con chó canh cửa cho người ta thôi. Đỗ đại ca, huynh khiêm tốn quá. Huynh làm bảo vệ cho đoàn chấp chính còn tốt hơn là đám hết không khí mà sống như chúng tôi, có phải không? Phải đó. Đừng đùa nữa, nói chính sự đi. Hôm nào có thời gian ta mời mọi người uống rượu nha. Được, được lắm. Đỗ đại ca, Đỗ đại ca, đoàn chấp chính kêu huynh tới đàm phán với mọi người sao? Huynh đệ, cậu đề cao ta quá rồi. Ta chỉ đến truyền lại lời của đoàn chấp chính thôi. Đoàn chấp chính nói rồi, cầm súng là để bảo vệ an ninh xã hội, là xu thế của thời đại mới, không phải cố ý nhắm vào Tiêu cục. Cho nên mong mọi người đừng mang tâm lý chống đối như vậy. Không, không thể nào như vậy được đâu. Nếu như muốn bảo vệ an ninh xã hội thì nên thu súng của bọn thổ phỉ, thu súng của bọn tùy ý cướp bóc bách tính, chứ không phải thu súng của chúng tôi. Phải đó, phải đó. Nên thu súng của lũ người xấu đó. Chứ sao lại đi thu súng của Tiêu cục? Thì đó, nếu như bọn thổ phỉ không có súng thì chúng tôi tình nguyện giao nộp súng liền. Phải đó, phải đó, tôi cũng nộp. Các vị huynh đệ nghe tôi nói vài câu đi. Đỗ đại ca, huynh cũng là người của Tiêu Môn, huynh cũng đâu thể giúp người khác bắt nạt huynh đệ của mình, có phải không? Nè huynh đệ, không phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ là truyền lời lại thôi. Chuyện giúp đỡ người ngoài bắt nạt huynh đệ, Đỗ Thái Sơn ta tuyệt đối không có làm đâu. Vậy được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm đoàn chấp chính, mặt đối mặt trao đổi rõ ràng. Phải đó, đi thôi. Nào huynh đệ, nể mặt ta đi, đừng có gây rối nữa, được không? Đỗ đại ca, đây là chuyện của mọi người, huynh đừng can thiệp vào. Phải đó, huynh đệ, nếu mọi người thật sự xông vào được thì ta sẽ mất việc đi chơi đó. Huynh đệ, nghe ta khuyên đi, về nhà trước. Làm gì đó? Làm cái gì vậy? Tránh ra. Các ngươi đang làm gì đó? Biết đây là đâu không? Muốn tạo phản sao? Tránh ra hết đi.
Lưu An Thuận, ngươi thật sự là quá có bản lĩnh rồi, dám tụ tập gây rối trước cửa của Đoàn chấp chính. Dạ tổng đốc, chúng tôi tới nêu ý kiến với Đoàn chấp chính. Sao tới miệng của ông, sao thành ra gây rối rồi? Các người tới đây lớn tiếng là hét, chính là tụ tập gây rối. Điều luật nào của dân quốc quy định là không được nói chuyện lớn tiếng. Các người nghe cho rõ đây, cấm súng là mệnh lệnh của chính phủ. Trước khi trời tối phải giao nộp súng ra, nếu không ta sẽ phong tỏa tiêu cục của các người. Không nộp, chúng tôi không nộp. Tất nhiên là không nộp rồi. Nếu như chống lại chính phủ thì các người sẽ không có quả ngọt đâu. Dạ tổng đốc, không phải chúng tôi chống đối chính phủ, mà là chính phủ luôn muốn chống đối lại người dân chúng tôi. Phong tỏa tiêu cục của bọn họ đi. Vừa giờ cái gì chứ, đúng là quá đáng. Tuyệt đối không nộp. Chúng ta không nộp đâu. Lần này đúng là tiêu đời thiệt rồi. Đại tiêu đầu, tối nay cậu muốn ăn màng thầu hấp hay là bánh bột chiên đây? Còn chiên với hấp cái gì nữa, tiết kiệm đi. Cậu đi đâu vậy? Ra ngoài đi dạo thôi. Đại tiêu đầu, đây không phải phong tỏa sao? Đến tìm mẹ tôi sao? Không, tới tìm cậu. Tìm tôi. Hãy subscribe.
Nếu như vậy quân đã thả hắn ra rồi sao? Ta còn có thể làm sao chứ? Loại người như hắn, một phát súng bắn chết còn chưa đủ, vậy mà quân... Ta không ra tay được. Ta biết quân là một người ngoài lạnh trong nóng.